Chào mừng các bạn trở lại với bản tin bóng đá ngày 2 tháng 5. Trước khi điểm qua các tin chính trong ngày hôm nay, đừng quên nhấn nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào bóngđá.com.vn tung ra trong tương lai nhé. Bây giờ, xin mời các bạn đến với điểm tin bóng đá ngày 2 tháng 5. Premier League chưa ấn định ngày trở lại. Mới đây, cuộc họp giữa ban tổ chức Premier League và 20 đội bóng vào đêm qua vẫn chưa đi đến quyết định ngày trở lại của mùa giải 2019-2020. Theo Sky Sports, dù cho tất cả câu lạc bộ đều muốn kết thúc mùa giải này trong năm nay, nhưng sẽ chỉ được tiếp tục nếu được chính phủ bật đèn xanh và sẽ chỉ diễn ra tại 8 đến 10 sân bóng trung lập mà không có khán giả. Ban tổ chức Premier League cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định kết thúc mùa giải của các giải đấu từ lứa tuổi U9 đến U23. Thứ hạng các đội sẽ được quyết định trong thời gian tới. Các bên sẽ tiếp tục họp vào thứ 6 tuần sau. UEFA đã ra hạn chót là ngày 25 tháng 5, các giải đấu sẽ phải đưa ra quyết định trở lại thi đấu hay không. Ở những giải đấu hàng đầu tại châu Âu, Ligue 1 trao chức vô địch cho Paris Saint-Germain sau thông báo từ cơ quan bóng đá Pháp hôm thứ Năm. Giải vô địch quốc gia Hà Lan tuyên bố hủy giải. Trong khi đó, Bundesliga vẫn đang chờ đợi những thông báo cuối cùng từ chính phủ Đức vào ngày 6 tháng 5 để quyết định tiếp tục hay hủy bỏ kết quả của mùa giải này. Các câu lạc bộ Serie A của Ý chuẩn bị trở lại tập luyện vào tuần tới sau khi thủ tướng Giuseppe Conte của đất nước này xác nhận rằng các đội thể thao chuyên nghiệp có thể bắt đầu tập luyện trở lại vào ngày 18 tháng 5. Barca lại biến to, ông trùm xin giảm lương lần hai, Messi và dàn sao phát cáu. Trong lúc mùa đại dịch Covid-19 khiến bóng đá châu Âu lao đao, thì nhiều câu lạc bộ lớn được cho là sẽ ít bị thiệt hại hơn các đội nhỏ do tài nguyên dồi dào. Nhưng có vẻ điều đó không phải, mà trường hợp của Barcelona là một ví dụ khi đội bóng này vẫn phải giảm lương cầu thủ. Việc giảm lương tại sân Camp Nou đã được đồng thuận giữa ban lãnh đạo và các cầu thủ hồi tháng 4 vừa qua, nhưng mới đây đã xảy ra một diễn biến mới. Có vẻ việc cắt giảm lương lần trước vẫn chưa đủ. Tờ Mundo Deportivo tại Barcelona cho biết, chủ tịch Josep Bartomeu và các cộng sự đã lên kế hoạch để xin cầu thủ giảm lương lần nữa. Nguồn tin cho biết, Bartomeu đã thảo luận với các thành viên ban giám đốc và họ cho rằng việc giảm lương lần hai này sẽ giúp Barca tránh được thiệt hại tài chính của mùa giải sau, rằng mùa 2020-2021, Barca cũng sẽ ít nhiều mất tiền vì đại dịch. Bartomeu được cho là sẽ sớm có cuộc gặp mặt với các cầu thủ để đưa ra lý do giải thích. Tuy nhiên, cuộc gặp chưa diễn ra thì tình hình đã trở nên căng thẳng khi các cầu thủ biết tin. Mundo Deportivo cho hay, Lionel Messi và các đồng đội nhiều khả năng sẽ từ chối đề nghị giảm lương này bởi hai lý do. Thứ nhất, Barca ở đợt giảm lương trước vẫn dùng trợ cấp chính phủ để trả lương cho nhân viên của mình, khiến các cầu thủ cảm thấy bị lừa vì họ nghĩ số tiền cắt giảm đáng ra phải được dành cho bù đắp tiền lương nhân viên. Và thứ hai, là trong quá trình diễn ra đàm phán giảm lương lần một, những thông tin đã bị rò rỉ ra bên ngoài một cách cố ý, để báo chí tô vẽ cầu thủ Barca là những người tham lam và ích kỷ. Luis Suarez đã lên tiếng bày tỏ sự không bằng lòng về điều này, và hiện các thành viên đội một rất thiếu tin tưởng vào ban lãnh đạo Barca, không chỉ vụ này mà cả những sự việc trước, như tin đồn câu lạc bộ thuê công ty mạng xã hội để bôi nhọ cầu thủ. Barcelona được cho là đã vượt trần quỹ lương theo quy định của La Liga, họ trả cầu thủ và ban huấn luyện lên tới hơn 1 tỷ euro tổng cộng, trong khi La Liga chỉ đặt hạn ngạch 671 triệu euro. Barca đã và đang tuyên truyền rằng, vì họ hậu đãi ngộ cầu thủ như vậy, thì họ cũng phải có trách nhiệm gánh vác một phần khó khăn trong mùa đại dịch. Tuy nhiên, lập luận là một chuyện và tính pháp lý là một chuyện khác. Barca đổi Rakitic lấy Pjanic. Một thỏa thuận hoán đổi giữa Ivan Rakitic và Miralem Pjanic có thể xảy ra trong mùa hè này khi Barca và Juventus đang tìm cách phối hợp với nhau trên thị trường chuyển nhượng. Theo Marca, Rakitic đã rất gần tới việc chuyển đến Torino hồi tháng 1, nhưng cầu thủ người Croatia đã từ chối ra đi. Giờ đây, khi không còn chỗ đứng tại sân Camp Nou, Rakitic có thể nghĩ lại về việc thay đổi môi trường trong tương lai. Rakitic, Arthur hoặc Nelson Semedo có thể chuyển đến Serie A, và Pjanic hoặc một cầu thủ nào đó tương tự của Juventus sẽ chuyển đến Barca theo hướng ngược lại. Những thỏa thuận hoán đổi kiểu này sẽ giúp cả hai câu lạc bộ duy trì được tài chính ổn định trong bối cảnh phải đối phó với những ảnh hưởng của dịch Covid-19. MU bỏ qua James Maddison chọn Grealish. Mặc dù có nền tảng tài chính vững mạnh bậc nhất ở giải ngoại hạng Anh, song do tác động từ đại dịch Covid-19,
nên MU cũng tính toán khá kỹ trong kế hoạch chuyển nhượng của mình. Việc họ ưu tiên Jack Grealish hơn James Maddison là một minh chứng. MU đã theo đuổi James Maddison suốt một năm qua, nhưng Leicester rất chắc giá với yêu cầu lên tới 80 triệu bảng. The Foxes chiêu mộ Maddison từ Norwich năm 2018 và hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2023. Bên cạnh đó, việc Leicester vẫn đang bay cao, với cơ hội dự Champions League rộng mở khiến Maddison cũng không thiết tha tới MU cho lắm. Chính vì thế, ban lãnh đạo MU quyết định sẽ tập trung vào phương án rẻ hơn là Jack Grealish. Nhạc trưởng 24 tuổi của Aston Villa, dù cũng còn 3 năm hợp đồng, nhưng với việc đội chủ sân Villa Park có nguy cơ xuống hạng, Grealish đã úp mở chuyện ra đi. Giá của anh chỉ vào khoảng 50 đến 60 triệu bảng. Lyon lên kế hoạch kháng cáo quyết định hủy kết quả League One. Với việc mùa giải League One 2019-2020 chính thức bị hủy, Lyon sẽ không được dự cúp châu Âu ở mùa giải tiếp theo. Theo Goal, Lyon tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định hủy bỏ mùa giải của ban tổ chức League One. Đội bóng này cũng đề xuất Liên đoàn bóng đá Pháp, LFP, nên tổ chức những trận playoff để đảm bảo tính công bằng cho giải đấu. Theo quan điểm về việc hủy mùa giải League One của LFP, Lyon có quyền kháng cáo quyết định trên và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Với Lyon, thiệt hại vì quyết định này lên tới vài chục triệu euro. Giải pháp được các đội bóng thông qua có thể là tổ chức những trận đấu playoff trong 3 tuần để giải đấu có thể kết thúc một cách công bằng. Điều này dựa trên các đề xuất của UEFA, dựa trên thành tích thể thao, theo nguyên tắc khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử, Goal trích tuyên bố của Lyon. Lyon xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng League One. Đây là lần đầu tiên sư tử sông Rhône không được dự cúp châu Âu kể từ mùa giải 1996-1997. Hôm 28 tháng 4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo các trận đấu bóng đá sẽ không diễn ra cho tới trước tháng 9 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều đó đồng nghĩa League One sẽ bị hủy kết quả. Sau cuộc họp ngày 30 tháng 4, LFP đã công bố bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên cơ sở tính điểm mỗi trận. Theo cách xác định này, bảng xếp hạng cuối cùng của League One chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với bảng xếp hạng hiện tại. Strasbourg sẽ leo lên từ vị trí thứ 10 lên 11. PSG được công nhận vô địch League One, trong khi Toulouse và Amiens phải xuống hạng 2. Lorient vô địch League 2 cùng với Lens sẽ lên chơi ở hạng nhất ở mùa giải 2020-2021.